hoa Nguyễn Huệ Xuân Bính Thân 2016 có chiều dài 720m, kéo dài từ đầu đường giáp với Lê Thánh Tôn đến đoạn giao với đường Tôn Đức Thắng. Với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh hòa bình, thịnh vượng và phát triển, đường hoa được phối cảnh theo từng phân đoạn như đoàn kết hòa bình, năng động sáng tạo và hội nhập thịnh vượng. Theo đơn vị tổ chức là Sài Gòn Tourist, đường hoa năm nay thi công trên mặt bằng của quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ có quy mô và mức đầu tư lớn hơn các năm trước. Chúng ta cũng thực hiện cái đường hoa nhiều năm, nhưng mà năm nay đó thì thứ nhất là cái mặt đường cũng có nhiều thay đổi, khoảng không gian rộng hơn, và khi mà thiết kế các tiểu cảnh cũng như sắp đặt hoa cây cảnh và tất cả các tiểu cảnh thì phải nói rằng cũng tăng thêm. Đó là một cái việc mà tăng thêm như vậy thì kinh phí cũng có phần tăng, và nhất là về cái phần huy động sức lực người để thực hiện. Vấn đề thứ hai nữa đó thì phải nói rằng là mỗi năm thì chúng ta chấm dứt đường hoa để bước mặt là đường 4, nhưng mà năm nay đó thì đường 5, tức là tăng thêm một ngày, và chúng ta cũng phải tăng thêm bảo vệ, chăm sóc, thay đổi hoa kỹ, và trong đó là nhiều vấn đề khác để chúng ta phục vụ thêm một ngày đêm đối với cái đường hoa như vậy thì chúng ta cũng phải tăng. Tuy nhiên về đó là phục vụ đồng bào thì hầu năm cũng trên 1 triệu người đến với đường hoa, thì chắc chắn là việc mà thành phố chủ đạo để phục vụ đồng bào du xuân ngay ngoài trưng bày giới thiệu các loài hoa cây kiểng, năm nay đường hoa cũng dành một phân đoạn giới thiệu về các sản phẩm thành tựu nông nghiệp công nghệ cao của thành phố. Đường hoa sẽ chính thức khai mạc vào 27 tháng chạp, mở cửa cho du khách tham quan đến hết ngày 1 năm Tết. Làm phóng sự sự hỗ trợ giúp đỡ nhiệt tình của các tập thể cá nhân thành viên ban chỉ đạo ban tổ chức, nhất là vai trò trưởng ban tổ chức của công ty du lịch Sài Gòn, Sài Gòn Tourist Văn hóa. Nhân dịp chào đón năm mới Bính Thân năm 2016, thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi kính gửi đến các đồng chí lãnh đạo. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
làm con khỉ á, Vi lấy cái tay bên rồi bên
Đây.